tại lão hòa thượng thượng tịnh hà không giảng bộ đại kinh khoa chú này là lần thứ tư được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng pháp sư thích giác nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của hòa thượng thượng tịnh hà không pháp sư thích giác nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ đại kinh khoa chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm, chân thật, vâng lời và thực hành theo thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp để một đời vãng sanh Tây Phương bất thoái thành Phật sau đó, thường nguyện tái lai, cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp Sư Thích Giác Nhàn Kính Ghi Ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014 Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt Việt Nam A-di-đà Phật Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 32 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90 mươi. Các vị Pháp Sư Các vị Đồng Học Xin mời ngồi Mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo a xà đê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tòng kim nhật nại chí mạng tồn quy y Phật Đà, lượng tốt trùng tồn, quy y Đạt Ma, ly dục trùng tồn, quy y Tăng già, trừ chủng trùng tồn. A à xà lê tồn niệm, ngã đệ tử diệu âm, thủy tòng khiêm nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lượng tốt trùng tồn, quy y Đạt Ma, ly dục trùng tồn quy y tăng già trừ chủng trùng tồn a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tòng khiêm nhật nại chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trùng tồn quy y đạt ma ly dục trùng tồn quy y tăng già trừ chủng trùng tồn Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 197 Trang 197 Xem từ chú giải Đếm ngược hàng thứ sáu Thứ tư Thật tướng niệm Phật Xa lìa các tướng sanh diệt Có Không Năng sở Ngôn thuyết Danh tự Tâm duyên Vân vân Chuyên niệm Tự tánh vốn sẵn có Đức Phật Thiên chân Phật Thiên chân Chúng ta tham khảo trong tư liệu có có năng sở có tâm duyên Ở trang 157 Điều 294 Năng sở Đây là thuật ngữ được tiết lục ra Từ Phật học Đại Từ Điển Nhị Pháp Đối Đại Chi Thời Tự Động Chi Pháp Vị Vi Năng bất động chi phá vị vi sở như năng duyên sở duyên năng kiến sở kiến thế ngôn nguyên cáo tức vì năng cáo bị cáo tức vì sợ cáo kim cang kinh Tần chủ nhất viết Bác nhã diệu lý Vòng năng sở tuyệt đối đại Năng sở là một cặp tương đối Thật tướng niệm Phật là không có đối đãi bạn xem viễn ly sanh diệt sanh diệt là một cặp hữu vô là một cặp nắng sợ cũng là một cặp nguồn thúy danh tự tâm duyên Tâm duyên ở Điều 295 Thuật ngữ Cởi tâm Nhi phan duyên ngoại cảnh Vi lự Trì tâm ngoại Sự vật chi nghĩa Cởi tính luận trung bổn ví Ly danh Tự tướng Lì tâm duyên tướng Đây là cổ đại đức Chỉ dạy chúng ta Nghe kinh Phải dùng tâm như thế nào để nghe Hoặc giả nói là Dùng tâm thái như thế nào Để nghe kinh Đọc kinh Phải dùng tâm thái như thế nào để đọc Tương ứng với thật tướng đây là cảnh giới cao nhất nghe kinh không chấp vào tướng ngôn thúy không nên để trong tâm lời nói của các ngài đọc kinh không thể chấp trước tướng văn tự cũng chính là nói Đừng để trong tâm Tưởng văn tự Văn tự là phù hiệu của ngôn thúy Văn tự là danh từ thuật ngữ Thật tướng Là danh từ thuật ngữ Quán tưởng Là danh từ thuật ngữ, ngữ. Trì danh Cũng là danh từ thuật ngữ đây là danh từ chuyên dùng để nói về Phật Pháp. Không được chấp trước, không được phân biệt, không được khởi tâm đồng niệm, tâm duyên. Là duyên lự trong tâm Nghĩa lý Nghe thấy được Cái này cũng là sai lầm Tại vì sao? Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Bạn đặt tướng hư vọng Vào trong tâm mình Tâm của bạn liền bị ô nhiễm Đây toàn nói sự việc Thuộc về A-la-gia Tại vì sao? Thật tướng là chân tướng. Trong chân tướng không có những thứ này. Vì thế chân tướng là xa lìa sanh diệt, không có sanh diệt, không có hữu vô, không có năng sở, không có ngôn thúy, không có danh tự, cũng không có tâm duyên đẳng tướng, đẳng là tất cả, vân vân Thể đều không có. Thể đều không có, là cảnh giới gì? Chỗ này vì chúng ta nói ra chuyên niệm tự tánh vốn sẵn có Đức Phật Thiền Trần Chúng ta muốn hỏi phương pháp niệm là như thế nào? xa lìa không khởi tâm không đồng niệm sau khi thấy đều đã xa lìa liền sẽ không khởi tâm không đồng niệm tất cả cảnh duyên rõ ràng minh bạch tâm là như như bất động lúc này tâm và cảnh giới dung thành một thể vốn dĩ là một thể chúng tôi vẫn dùng màn hình tivi cùng với hình ảnh để làm ví dụ màn hình cùng với hình ảnh của tivi có phải dung thành một thể không Chắc chắn tách ra không được Không thể tách ra Cái nào là màn hình Cái nào là hình ảnh Chúng đã vốn thành một thể Một thể Chính là Phật Thiên Chân Một thể chính là Thật tướng niệm Phật Có niệm hay không? Không niệm Có niệm đều là vọng niệm không niệm mà niệm niệm mà không niệm đây là thật tướng ý nghĩa này không thể diễn tả nổi tự mình phải tỉ mỉ mà thể hội thật tướng niệm phật phàm phù làm không được chúng ta có thể làm được ba loại phía trước trì danh quán tượng quán tưởng một điều ở phía sau phía sau đấy là chư phật như lai phật niệm phật các ngài hoàn toàn là thật tưởng các ngài không có tướng hư vọng các ngài quả thật là không niệm mà niệm niệm mà không niệm niệm cùng với không niệm cũng dung thành một thể cũng không cách gì tách ra được hiện tướng này là chân tướng Phía trước nói đến trì danh Quán tưởng Quán tượng đều là vọng tướng Đây là chân tướng Chân tướng ở đâu? Chân tướng chính là Đang hiện tiền Chân tướng trước giờ Chứ hề rời xa chúng ta Chỉ là chúng ta không nhìn thấy chân tướng Nhìn thấy chân tướng Bạn liền thành Phật Sự thành Phật này Thiên hai Đại Sư Trong lục tức Phật có nói Của cảnh tức Phật Phật không phải cái gì khác Không phải danh tự Không phải Tương tự không phải phần chứng. Phật là cứu cánh. Cứu cánh, danh từ này cũng không thể chấp trước. Vì thế phía sau nói, chuyên niệm tự tánh, vốn sẵn có, Đức Phật Thiên chân Phía trước, xa lìa sanh diệt, lìa tất cả tướng chỗ này chuyên niệm tự tánh vốn sẵn có đức phật thiên chân tức tất cả pháp lìa tất cả tướng tức tất cả pháp trên kinh kim cang nói phật thiên chân Tham khảo tư liệu Điều 296 Trích lục ra được Phật Thiên Chân thuộc ngữ Pháp Thân Phật chi Dị Danh Phật Thiên Chân chính là Pháp Thân Phật Vị chúng sanh bổn cụ chi lý tánh thiên chân độc lãng nó ở đâu vậy chính là đang ở trước mặt trước giờ chứ hề xa rời chúng ta không luận là sanh không luận là tử không luận đang ở nẻo nào đều chứ hề rời xa Nó là cái gì? Nó là tự tánh vốn sẵn có của tất cả chúng sanh. Huệ Năng Đại Sư Lúc Kháng Ngộ nói Nào ngờ tự tánh. Phật Thiên Trần chính là tự tánh. Tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tự tánh không sanh không diệt. Tự tánh vốn đầy đủ vạn phá Vốn dĩ đầy đủ Tự tánh không dao động Phải biết rằng toàn thể vũ trụ Đều đang dao động Có sanh có diệt Tự tánh không có sanh diệt Nó như như bất động Nó là bản thể của tất cả Pháp Vì thế nào ngờ tự tánh năng sanh vạn phá chúng ta phải có thể thể hội được chân tướng sự thật này chỉ có cái này là thật những cái khác toàn bộ là giả cho nên nói nó là thiên chân thiên là thiên nhiên Pháp vốn như vậy. Trong chứng đạo ca nói, Pháp thần giác liệu vô nhất vật. Bổ nguyên tự tánh thiền chân Phật. Chân thật đã giác ngộ là đại triệt đại ngộ. Mình tầm kiến tánh. Kiến tánh là cái gì? Kiến tánh là không một vật. Có thật là không có một vật nào không? Không phải thật sự không có một vật nào. Vậy tại sao gọi là không một vật? Vì khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước, thấy đều không có. Nên gọi là không một vật. Xâm la vạn tượng đang ở trước mặt Biết được điều gì? Thể đều là giả Đây gọi là không một vật Toàn bộ là giả Không có một thứ nào là thật Chỉ có năng hiện vạn pháp Tự tánh có thể Năng sanh vạn pháp Tự tánh Không sanh không diệt Như như bất động nó không hề có lấy một vật Nó có thể hiện tướng Tướng là giả tướng Cho nên cũng không thể Thừa nhận nó có một vật được Từ trong tất cả tướng mà thay tánh Từ trong tất cả tánh Thấy được các tướng Đang sanh diệt Huyện tướng đang sanh diệt Tự tánh là như như bất động Sự thật này Rõ như bán ngày Trong Tông Kính Lục Cũng nói được rất hay Tổ Phật đồng chỉ Thử tâm Tổ là Tổ Sư Phật Đà đều là đồng thời chỉ cái tâm này nhi thành ư phật phật từ đâu mà có tâm chính là phật phật chính là tâm vì thế việc dành thiên chân phật hoặc là nói pháp thân phật hoặc là nói tánh phật tự tánh phật hoặc là nói như như phật đều là cái ý này chúng ta phải thấu xuống chúng ta phải làm rõ nó phía sau nói rất hay chúng ta xem phía dưới Khổ nội chúng sanh chưa thoát luân hồi Tâm sanh diệt Niệm niệm tiếp nối Mấy câu này dễ hiểu Đây là cái gì? Là hiện tượng của lục đạo luân hồi Chúng sanh chưa thoát ly luân hồi Mê muội trong vọng tướng không hay biết hiện tượng của lục đạo đúng hồi là giả hiện tượng của lục đạo đúng hồi niệm niệm bất khả đát đây chính là nói tại sao lại là giả vì bất khả đát Hiện nay chúng ta biết Tần suốt của các ý niệm Một giây có Một ngàn sáu trăm tỷ lần sanh diệt Tôi là Lấy một giây búng tay Năm lần Có người nói với tôi Một giây có thể bốn bảy lần Tôi tin tưởng Người trẻ tuổi, cường tráng, thể lực tốt có thể bún được 7 lần. Nếu một giây bún bảy lần, vậy chính là 2.100.000 tỷ lần xanh diệt. Không phải 1.600.000 tỷ, là 2.100.000 tỷ. Trong tần suất sanh diệt cao như vậy, Chúng ta không biết được loại tần suất sanh diệt này đều, đều đang ở trước mắt chúng ta. Tất cả Pháp ở trước mắt chúng ta đều đang ở trong tốc độ sanh diệt này. Trước giờ chưa hề gián đoạn thân thể chết đi nó vẫn không hề ngừng lại Vĩnh viễn nó sẽ không ngừng lại Ngừng lại Vấn đề liền được giải quyết Tại vì sao? Một khi ngừng lại Không những không có lục đạo luân hồi Mà thập pháp giới cũng không có Vậy thì liền biết Cho dù chứng được quả vị A-la-hán Hiện tượng sanh diệt này Cũng không hề ngừng bởi vì A-la-hán nằm trong thập pháp giới Họ à, không ngừng Hướng lên cao Lên đến Bích Chí Phật Lên đến Bồ Tát Lên đến Phật của thập pháp giới Vẫn là chưa ra khỏi Vẫn ở trong sự sanh diệt Đến lúc nào có thể ra khỏi đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh là cái gì là nhìn thấy thật tướng thập pháp giới sẽ không thấy không còn thập pháp giới thập pháp giới còn không có thì lấy đâu ra lục đạo vì thế lục đạo thập pháp giới là giả không phải thật. Mê muội ở trong này. Mê rồi sẽ như thế nào? Mê rồi liền khởi tám đồng niệm, phân biệt chấp trước. Đây gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Nghiệp có tình nghiệp, có nhiễm nghiệp. Tịnh nghiệp là tứ thánh pháp giới Nhiễm nghiệp là đột đạo luân hồi Có thể thấy được Chúng ta không có tạo tình nghiệp Nghiệp tạo ra toàn là nhiễm Trong nhiễm nghiệp có thiện nghiệp Có ác nghiệp Thiện nghiệp sẽ sinh vào tam thiện đạo Ngày nay chúng ta thật không dễ dàng Có được thân người Người là tam thiện đạo. Nếu như tạo ác nghiệp, ác nghiệp chính là tam ác đạo. Chúng ta ngày nay có được thân người là do thiện nghiệp tạo ở đời trước, cảm được quả báo. Một đời này thì lại thế nào? Một đời này khởi tấm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, ác nhiều, thiện ít vì sao vậy do không có người dạy nếu như có người dạy họ sẽ không tạo ác nghiệp Tại sao ác nghiệp có báo ứng ác báo? Lúc tạo thì dễ Quả báo hiện tiền Hối hận không kịp Muộn rồi Hơn nữa Thời gian của quả báo dài đến lúc nào mới có thể giác ngộ kinh giáo đại thừa tổ tông có giáo huấn đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hiểu vì sao bảo bạn đọc sách nhiều như vậy à. hai lần ba lần là có thể được rồi sao không được nhất định phải đọc đến khi nghĩa kia tự hiểu mới được buông tay nghĩa kia vẫn chưa tự hiểu tiếp tục đọc tiếp một ngàn lần chưa khai ngộ tự hiểu chính là khai ngộ chính là thấy được thật tướng một ngàn lần không thể khai ngộ lại tiếp tục một ngàn lần nữa vẫn không thể khai ngộ lại thêm một ngàn lần cứ thế mà đọc khẳng định sẽ khái ngộ tại vì sao tâm đã định nguyên nhân không ngộ chính là tâm không định vọng tưởng nhiều tạp niệm nhiều vì thế tâm của bạn không định xuống được đọc nhiều lần đây chính là phương pháp đọc tụng để tu thiền định không hề nói là phải đọc bao nhiêu lần phải ghi nhớ nó không phải cái ý này là dùng phương pháp này tu thiền định nhiều lần tạp niệm sẽ không xen vào được Vọng thưởng không khởi được tốt Tâm sẽ tịnh xuống Định xuống Không luận lúc nào Sẽ hốt nhiên đại ngộ Một khi khái ngộ Mọi thứ đều hiểu rõ Chúng ta vận dụng Phương pháp cũ Của cổ thánh tiến hiền Phương pháp cũ này có thể giúp chúng ta khai ngộ, phương pháp mới không được. Mới là phương pháp của khoa học. Nó có thể dạy bạn có được tri thức, nó không thể dạy bạn đắc định. Nó có thể giúp bạn thuộc lòng, nó không thể giúp bạn khai ngộ. Hai loại phương pháp mới cũ này làm theo phương pháp cũ vẫn tốt hơn. Nên học phương pháp cũ, người có thể thành thánh, có thể thành hiền, có thể thành Bồ Tát, có thể thành Phật. Có hiệu quả tốt như vậy, phương pháp mới thì không thể, làm không được, chỉ có thể giúp bạn làm một nhà khóa học nhà triết học thế gian chỉ như vậy mà thôi đối với trần tướng của toàn thể vũ trụ mịt mù vô tri cho nên chúng sanh chưa thể ra khỏi luân hồi tầm sanh diệt niệm niệm tương tục tần suất này chính là lúc nãy vừa nói đến nếu như một giây búng tay bảy lần chính là hai ngàn một trăm ngàn tỷ lần như kinh viên giác dạy chưa thoát luân hồi mà bàn đến viên giác Tánh viên giác ấy Cũng bị xoay chuyển Nếu mong thoát được luân hồi Quyết chẳng thể được Chỗ này nói đến viên giá Thuật ngữ này Ở điều 297 Điều sau cùng ở trang 157 Điều 297 Thuật ngữ Nhất thiết hữu tình Ý này chính là nói Không hề có ngoại lệ Hữu bổn giá Hữu chân tâm tất cả đều có không một người nào không có chúng ta phải đặc biệt chú ý câu này chúng ta có phật có chúng ta cũng có chúng ta với phật không có khác biệt nhưng mà chúng ta thế nào chưa thoát khỏi luống hồi bạn phải có thể phân biệt viên giá bạn muốn liễu giải viên giá có thể không không thể tại vì sao tánh viên giác đó của bạn cũng sẽ bị xoay chuyển xoay chuyển thành cái gì? Pháp sánh gì của A La Da? Tánh viên giác đã biến thành A La Da mất rồi. Tánh viên giác là chân tâm của bạn, là bộn tánh của bạn, chính là tự tánh vốn sẵn có, tánh của Phật thiên chân. mê rồi biến thành a la da a la da chính là pháp sanh diệt nguồn gốc của tất cả pháp sanh diệt căn bản chính là a la da mê rồi nó liền bị biến đổi làm thế nào lại mê đi do một niệm bớt giá nó liền mê đi một niệm bất giác là cái gì? Khởi tâm đồng niệm Đây mới là căn bản của căn bản Nguồn gốc của mê Người căn tánh thường thượng Kiểu người giống như Ngài Huệ Năng không có nguyên nhân nào khác chính là họ có thể nơi điểm khởi nguồn từ trong một niệm bất giá hạ được công phu cái gì là công phu là buôn xả buôn xả cái gì buôn xả một niệm bất giá họ liền thành phật Buông xả một niệm bất giá Nguyên bổn là giá Chính là trở về Với nguyên bổn Nguyên bổn đó chính là bổn giá Chúng ta chính là chẳng có cách nào Đạo lý chúng ta rất rõ ràng Rất minh bạch Chúng ta đã bị mê quá lâu Từ vô thủy kiếp mê đến ngày nay Từ vô thủy kiếp đến nay Đều ở trong tần số cao như vậy Trước giờ chứ hề dừng lại Niệm trước diệt niệm sau sanh Đây chính là chúng sanh của thập pháp giới Và lục đạo đốn hồi Làm thế nào mà có vậy Nói với bạn chính là như vậy mà có một niệm giá bất giác sẽ không còn vĩnh viễn sẽ không có bạn liền thành phật điều này ở trong phật pháp gọi là người thượng thượng căn một nghe ngàn ngộ ngàn này là ví dụ không phải chỉ số tự chính là tất cả đều ngộ Một niệm bất giác là vô minh Cái gì cũng không biết Một niệm giác Cái gì cũng rõ ràng Bất giác giống như ngủ vậy Ngủ say rồi Cái gì cũng đều không biết Giác giống như tỉnh lại Tỉnh lại rồi cái gì cũng đều biết rõ Mỗi mỗi điều minh bạch Chúng sanh cùng với Phật chính là mê ngộ không đồng. Chúng sanh giác rồi chính là Phật. Tự tánh mê rồi chính là chúng sanh. Vì thế lúc này, tánh viên giác ấy cũng bị xoay chuyển. Xoay chuyển chính là a la gia thức. Đánh viên giá chính là tự tánh. Thiền chân Phật của chính mình hiện nay biến thành a la gia. Nếu mong thoát khỏi đúng hồi, quyết chẳng thể được vì nó đã biến thành a la gia. Đó chính là làm chúng sanh đốn hồi. Bạn nghĩ mình không làm lục đạo luân hồi không thể nào Không có đạo lý này Luân hồi Thật sự quá khổ Hướng hồi là tâm Cấu trượt sanh tử luân hồi Chưa từng thanh tịnh Thì quán viên giác Phật làm sao lãnh hội đưa Huống hồ Cấu tầm sanh tử luân hồi Cấu là ô nhiễm Cái tấm này không thanh tịnh càng nhiễm càng nặng, càng nhiễm càng nghiêm trọng, làm sao có thể khôi phục sự thanh tịnh, kỳ thực đây toàn là hư vọng, tâm tánh của chính mình, bổn giá của chính mình quả thật chưa từng bị ô nhiễm quý huệ năng đại sư khai ngộ câu đầu tiên là nói với chúng ta nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh nhiễm ô là vọng tâm chân tâm không có nhiễm ô Tâm lục đạo luân hồi Nó từng trải qua ô nhiễm Từ vô lượng kiếp đến nay Vì thế chưa từng thanh tịnh Dùng cái tấm này Quán Phật viên giá viên giá là không sanh không diệt nhi bất toàn phục toàn phục chính là sanh diệt đây cũng là điều mà phàm phụ chúng ta làm không được dùng tâm sanh diệt quán phật viên giá không sanh không diệt làm không được ví như loài trùng rất nhỏ chỗ nào cũng bú được nhưng chẳng thể đậu trên ngọn lửa cái gì gọi là loài trùng rất nhỏ Đây là danh từ trong Kinh Phật Chỗ này chúng ta cũng có Phía trước Viên giá Cả danh từ này Trong tư liệu của chúng ta Rất phong phú thuật ngữ của Phật học Đại Từ Điển Bổn giá Hữu bổn giá Hữu chân tâm Sự vô thủy dĩ lai Thường trụ thanh tịnh Huệ năng đại sư đã làm chứng minh cho chúng ta chiều chiều bớt muội liễu liễu thường tri à, ước ư thể dùng lời hiện tại nói chính là được nói từ trên thể rồi nó là nhất tâm từ trên nhân mà nói. thì gọi nó là như lai tạng như lai được hàm chứa ở trong đó điều này từ trên nhân mà nói chính là a à, la gia thức nó trên quả thì gọi nó là viên giá viên giác giả viên mãn chi linh giác giả viên giá chính là bổn giá trên kinh viên giá nói thiện nam tử vô thượng pháp vương hữu đại đà la ni môn danh vì viên giá viên giá chính là lục tổ huệ năng đại sư lúc khai ngộ có nói ra ba câu nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ đầy đủ cái gì chúng ta thường nói đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hảo viên giác địa bao gồm Đủ ba thứ này trong đó Trí huệ đức năng tướng hảo Thể đều đầy đủ Đây gọi là viên giá Vô Thượng Pháp Vương là Phật Đà Có Đại Tổng Trì Pháp Môn Cái từ Đại Tổng Trì Pháp Môn này Chính là tự tánh vốn tự đầy đủ viên giác lưu suốt nhất thiết thanh tịnh chân như bồ đề niết bàn cập ba la mật giáo thọ bồ tát phật đà dạy chư bồ tát từ sơ phát tâm đến đẳng giác Phật đối với các ngài có vô lượng trí huệ thật sự là vô lượng đức năng tướng hảo giúp bồ tát phá mê khai ngộ trí huệ này không phải từ bên ngoài đến nó là vốn có vốn có sẵn trong tự tánh Hiện nay Mê mất đi tự tánh Tự tánh biến thành a là gia Trong a là gia Có những thứ này không? Có Nhưng mê Mà không giác Lại nói Thiện nam tử Viên giá Tịnh tánh Hiện ư Thân tâm Tùy loại các ứng Phía trước Là nói Từ trên Phật quả Câu này là nói Từ trên nhân của tất cả chúng sanh Chúng ta có tánh viên giác không? Có Ý niệm thiện, trí huệ thiện chính là viên giác của bản thân bạn. Trong thiện lại xem tạp sự bất thiện. Đây là tạp khí. Tạp khí á. Nếu như không cảnh giá, không dừng lại những điều bất thiện đó, vẫn muốn tạo ác nghiệp. Nếu kết thành ác quả, bạn nhất định phải chịu báo ứng không phải không chịu báo ứng. báo ứng là do tự làm tự chịu. không phải do người khác tạo. không có bất kỳ người nào có năng lực này tạo tác tội nghiệp rồi bảo bạn đi chịu không thể nào. toàn là tự làm tự chịu. đạo lý này người học phật nhất định phải hiểu rõ. sau khi hiểu rõ, bạn mới có thể quay đầu. Bạn đối với hoàn thân trái chủ của mình, không tiếp tục khởi tâm đồng niệm. Tại vì sao khởi tâm đồng niệm tự mình hại chính mình? Đối với hoàn thân trái chủ, bạn thấy đều xả bỏ. Họ với bạn không có một mấy may, liên quan nào. Ác niệm của họ, họ sẽ tự thọ báo. Bạn hoàn toàn thoát lý họ nếu như niềm niệm của bạn là oán hận họ, họ đối với ta thế nào? Ta cũng đối với họ thế ấy. Vậy là phiền phức. Bạn lại rớt vào luân hồi. Tại vì sao những ý niệm này là bất thiện, là nghiệp luân hồi, là tự làm tự chịu. Tuy rằng họ cho bạn cái duyên để bạn khởi ác niệm, bạn không tiếp nhận, bạn không khởi, họ cũng đành chịu, đây là trí huệ đây là viên giá tự tánh viên giá của bạn đã khởi tác dụng vì thế ở bên ngoài thiện duyên không khởi tham luyến ác duyên không khởi sân hận cũng chính là chúng ta thường nói Vạn duyên buông xuống Bất luận là thiện duyên hay ác duyên Là nghịch cảnh Hay thuận cảnh Đều không được để ở trong tâm Cái cần để vào trong tâm Phật dạy chúng ta Để thế giới cực lạc vào trong tâm Để A-di-đà Phật vào trong tâm để thế giới cực lạc y chánh trang nghiêm vào trong tâm tương đối khó. À, có ở chỗ nào? Đó là phải tu 16 phép quán. Thập đục quán kinh, có nói 16 loại phép quán. Đó chính là quán thế giới cực lạc. Vậy phải có công phu, tâm phải rất tế, phải chân thành, không có vọng niệm bạn mới có thể quán được thành công cẩu thả qua quýt một chút cũng không thể thành tựu người tập khí sau dày nghiệp chướng nặng nề chỉ có thể dùng trì danh trì danh là phép thứ 16 chỉ là do 15 loại phép quán phía trước đối với chúng ta đều không khởi tác dụng chỉ có phép thứ 16 Chúng ta mới có thể dùng được Phép thứ 16 Trong 16 loại phép quán Nó là quan trọng nhất Tính nguyện trì danh Nam nữ già trẻ hiền ngu bất tiếu mỗi mỗi điều có thể thành tựu chỉ cần thật làm người thật sự đầy đủ sáu chữ này sáu chữ này là sáu chữ rất xuất sắc sáu chữ này quyết định thành phật đó là thật thà nghe lời thật làm đầy đủ sáu chữ này không một ai không thành phật không một ai không vạn sanh. Nhất định không được tự mình cho rằng mình thông minh. Đó chính là thông minh. Ngược lại, bị thông minh hại. Người chân thật thông minh đều muốn học ngu. Nhìn thấy ông cụ bà cụ ở dưới quê Sanh lòng ngưỡng mộ Ai vậy? Chính là lão cư sĩ Lý Bình Nam Thầy nói với tôi cũng hết mấy lần Thầy chính là muốn học ngu Học mãi chẳng giống Điều đó không hề đơn giản Loại người đó không có đi học Không có tri thức Cái gì cũng không hiểu đều làm công việc khổ nhọc bần hèn bé miệng không có địa vị trong xã hội bần là nghèo khổ nhưng họ suốt một ngày đến tối có phật hiệu không rời miệng bạn hỏi họ họ trả lời bạn cái gì họ cũng không biết bạn nói chuyện với họ Họ sẽ ở trước mặt bạn cười cười Một bên bạn nói chuyện Một bên họ gật đầu Nghe có lọt tai không chúng ta không biết Bạn hỏi họ Họ trả lời bạn đều là a di đà Phật Ngoài trừ một câu a di đà Phật ra Họ không còn lời nào khác Giống như cái gì họ cũng đều không biết nói Chúng ta xem thấy Cái kiểu ngốc nghếch đó của họ Kỳ thực công phu đó là đắc lực nhất Đáng tình nhất Họ không có vòng niệm Họ thực sự vạn duyên buông xuống Chúng ta nói buông xuống Là nói buông trên miệng Không có thật buông bỏ Từ sớm đến tối Vẫn là cần cái này muốn cái kia Một thứ cũng không buông bỏ So sánh với người ta Lão Sư Lý nói là lời thật Không bằng họ Bị không nổi Một câu bên dưới này Là nói chúng sanh Tánh viên giác hiển hiện Đối với thân tâm chúng ta thân thể sẽ khỏe mạnh. Tâm giác ngộ nhạy bén. Đó chính là tánh viên giác đang khởi tác dụng. Nhưng chúng ta cho nó khởi tác dụng lại mang theo phiền não đi kèm. Phiền não gì vậy? Tham sân si mạng nghi. Tự tư tự lợi Đi kèm theo những thứ này Vậy liền sai rồi Trong tánh viên giá Có mang theo phiền não Mang theo tập khí Họ sẽ tạo nghiệp Ngài Khuê Phong Chính là đại sư của Mật Tông Trong phần tự Của viên giác kinh lực sơ có nói Muôn pháp không thật Do gặp duyên mà sinh ra Nhân duyên hội tụ Sẽ sinh ra những thứ này Tướng của vạn pháp là hư ngụy Chúng sanh và pháp vốn không Hết thể chỉ là thức Có cái năng sanh không? Không có vậy sự việc rốt cuộc là như thế nào rốt cuộc chính là hết hệ chỉ là thức thức là cái gì vọng tưởng phân biệt chấp trứ gọi là thức Cửa tấm đồng niệm gọi là a la gia thức. Chấp trước gọi là mạt na thức. Phân biệt gọi là ý thức. Những thứ này là năng sanh. Kỳ thực Năng sanh này là năng biến. Chân thực năng sanh là tự tánh. Tự tánh xanh thật báo trang nghiêm độ đây là năng xanh một ý niệm này viên giác bị mê đi biến thành a la da a la da sẽ đem nhất chân pháp giới chính là thật báo trắng nghiêm độ biến thành thập pháp giới Nó năng biến. tầm năng sanh, thức năng biến. chúng ta hiện nay do ai làm chủ? Do thức làm chủ. tầm không thể làm chủ, tâm mà làm chủ thì bạn chính là Bồ Tát. Tại vì sao? Tâm không sanh không diệt. Chúng ta hiện nay do thức làm chủ. Chấp trước của mạc na Phân biệt của thức thứ sáu A lạ gia Chứa đựng chủng tử Của tất cả phá Cũng chính là nói Chúng ta khởi tám đồng niệm Ngôn ngữ tạo tác thiền niệm có chủng tử thiện ác niệm có chủng tử ác một cái cũng không để mớ thấy đều trong á là gia thứ gặp duyên quả báo liền hiện tiền bên ngoài có thiện duyên là giống thiền của á la gia sẽ khởi hiện hành quả báo của tam thiền đạo liền hiện tiền Bên ngoài có duyên bất thiện là ác duyên. Nó sẽ dẫn ra chủng tử bất thiện trong á là gia thức. Có nhân có duyên, quả báo sẽ hiện tiền, hiện ra tam ác đạo. Lục đạo và thập pháp giới chính là sự việc như vậy. Sự việc này Nghe một lần, hai lần Mười lần, hai mươi lần không được Không nhớ được Phải đọc bao nhiêu lần? Một ngàn lần Tôi khuyên đồng tu Đều là Lời thật ba mọi người nên xem chiếc đĩa của hải hiền lão hòa thượng một ngàn lần cách xem như thế nào một ngày xem ba lần xem một năm là một ngàn lần mỗi ngày niệm phật mười ngàn tiếng sau một năm bạn thật sự hiểu rõ rồi nói không chừng bạn còn thật sự học theo hải hiền lão hòa thượng vạn duyên buông xuống một có phật hiệu từ sớm đến tối từ mùng một tháng giêng đến ba mươi tháng chạp Niệm niệm tương tục Bạn nhất định được vãng sanh Cư sĩ Lô Tố Vân Nghe hiểu rồi Nghe minh bạch rồi Bạn xem cô ấy nói ra sự chia sẻ của mình cô mỗi ngày ít nhất đều xem chiếc đĩa ba lần thông thường xem năm lần mỗi ngày xem ba lần đến năm lần cô không hề giảm bớ cô ấy còn tăng thêm chiếc đĩa này là một tiếng Năm lần chính là năm tiếng Sức mạnh được huân tập như vậy Mới đủ Mỗi ngày xem một lần thì không được Hiệu quả không rõ ràng Mỗi ngày xem ba lần Ba tháng Từ từ sẽ hiểu rõ một năm sẽ thấy hiệu quả Nếu như một ngày xem năm lần Vậy hiệu quả sẽ vô cùng Vô cùng tốt Chân thật có thể Đắc niệm Phật tá mùi Có thể đại triệt đại ngộ Cái ngộ là bản năng Đại triệt đại ngộ Vô sở bất tri Vô sở bất hiểu Không phải từ bên ngoài đến Điều này đồng học chúng ta phải rõ ràng Không phải từ bên ngoài đến Là tự tánh vốn có sẵn Chỉ là chúng ta dùng phương pháp Xem đĩa Để tiêu trừ chướng ngại Dùng phương pháp đọc kinh Dùng phương pháp niệm Phật Đây đều là phương pháp Mục đích là Trong cuộc sống Thấy sắc nghe tiếng Mũi ngửi mùi Lưỡi nếm vị Xúc chạm của thân thể Đều có thể làm được không khởi tâm không đồng niệm không phân biệt không chấp trước liền sẽ thành công liền đắc niệm phật tá muội sau khi đắc được niệm phật tá muội không thể buông bỏ công phu phải tiếp tục nỗ lực luôn luôn nỗ lực không luận lúc nào sẽ đại triệt đại ngộ một khi ngộ sẽ như thế nào? Một khi ngộ thì cái gì cũng bí. Phía trước, vô lượng kiếp trong quá khứ. Phía sau, vô lượng kiếp ở tương lai. Biến pháp giới hư không giới. Không có thứ nào bạn không bí. Bạn có thể thể hiện làm Phật độ chúng sanh. Vì chúng sanh của thập pháp giới giảng kinh thuyết phá bạn liền thành công. Tôi tự trong chiếc đĩa này xem thấy ba vị Bồ Tát vãng sanh của chùa Phật Lai họ chân thực kế nhập cảnh giới này thật là điều đáng quý ngài thể hiện cho chúng ta xem nói với chúng ta mình tầm kiến tánh là việc phạm phu chúng ta thể đều có thể làm được mẫu thân của ngài thể hiện là người phụ nữ tạ gia không phải xuất gia cũng đã làm được dụng công đối với cuộc sống của chúng ta không hề chướng ngại không hề chướng ngại đối với công việc không hề chướng ngại đối với sự việc đối người tiếp vật Công phu là gì? Chính là không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trứ. Không khởi tâm, không đồng niệm, không dùng a lạ già không phân biệt, không chấp trứ, không dùng ý thức thứ sáu, không chấp trứ, không dùng mạc na thức. phàm thánh khác biệt chính là ở chỗ này vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn thấy đều sử dụng bạn chính là lục đạo phàm phu bạn chính là ngày ngày đang tạo nghiệp không khởi tâm không đồng niệm không phân biệt không chấp trước chính là chuyển thức thành trí ta không dùng những thứ này Dùng là cái gì? Dùng là trí huệ Không dùng những thứ Là vọng Thì sự thật liền ở trước mắt Bởi vì sự thật không hề mất đi Là vọng thì có sanh có diệt Là thật sẽ không sanh không diệt Là thật Nói là linh tánh Là giác tánh Nó không có phân biệt Nó không có chấp trước Nó không có khởi tâm đồng niệm Nhưng nó luôn hiện hiện Nó cùng với khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước Là đồng thời khởi tác dụng Trong lúc đồng thời khởi tác dụng, chúng ta thực sự biết rõ ràng, biết tường tận, nên bỏ đi tác dụng xấu của những thứ này không cần nó nữa không để nó khởi tác dụng xấu hoàn toàn để tự tánh khởi tác dụng tự tánh khởi tác dụng chính là trí huệ đức năng tướng hảo Mấy câu nói của Đại sứ Mật Tông nói được vô cùng hay. Muôn Pháp không thật. Do gặp duyên mà sinh ra, chúng sanh vào Pháp vốn không, hết thảy chỉ là thức. Nói thật hay. Không có sanh phá thì làm gì có Pháp chứ? Chúng sanh vào Pháp vốn không thì làm gì có sở sanh chứ? Vì vậy hết thảy chỉ là thức Duy thức là cái gì? Bốn chữ nhất thức duy thức này Chính là Phật thường nói Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh Thức chính là tâm tưởng Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh Không có năng sanh sở sanh Nghĩ cái gì Thì thành cái đó cùng với phát hiện của các nhà lượng tử lực học hiện nay là giống nhau. Tất cả hiện tượng đều là do ý niệm sanh ra. Thức như huyễn mộng. Thức là mê. Một khi giá, nó liền không còn. Giống như mộng vậy, tỉnh lại. Vết tích của mộng cũng tìm không thấy. Đảng thị nhất tâm Cái tâm ấy là mộng Cái tâm giác là Phật Tâm tịch Nhi tri Mục chi Vì vi viên giá Cái gì gọi là viên giá Nếu tâm tịch diệt Trí huệ liền sẽ hiện tiền nếu tâm động Phiền não sẽ hiện tiền Trí huệ không thể hiện hiện Phiền não là động Chính là có sanh có diệt Tịch không sanh không diệt Tâm nếu định Không có sanh diệt Viên giác liền hiển hiện Đại giác viên mãn Vô sợ bất tri Vô sợ bất năng vì vậy tu hành là tu cái gì tu tâm dùng phương pháp gì tu tâm? dùng phương pháp đọc kinh dùng phương pháp xem đĩa dùng phương pháp trị danh Phương Pháp có nhiều 84.000 Pháp môn Vô lượng Pháp môn Phương Pháp có quá nhiều Mỗi một loại phương Pháp Đều có thể Tôi được sự tịch diệt Tịch diệt chính là Diệt mất khởi tâm đồng niệm Diệt trừ phân biệt Diệt trừ chấp trước tịch liền hiện tiền tịch chính là định chính là thanh tịnh tịch tỉnh liền hiển hiện tịch tỉnh sẽ khai trí huệ tịch tỉnh thì tất cả đều thấu xuống thấu xuống gọi là viên giá Phật vì muốn chúng sanh Chứng được Tánh viên giác đó Nên thuyết đại phương quản Viên giác tu đa la Liễu nghĩa kinh Gọi tắt là kinh viên giác Nội dung được nói trong bộ kinh này Vô cùng gần gũi Với kinh Lăng Nghiêm Cho nên người học kinh Lăng Nghiêm Không thể không học viên giá Quả thật có thể Giúp người Khai trí huệ mặt sau ví như loài trùng rất nhỏ chỗ nào cũng bú được nhưng chẳng thể đậu trái ngọn lửa ví như tam chúng sanh duyên chỗ nào cũng được chỉ chẳng thể duyên nội bát nhã bát nhã là giá chữ trùng này là không giá không giá đặc biệt có thể duyên được đối với những chỗ không giá những gì là không giá lục đạo là không giá thập pháp giới là không giá nó có thể duyên đến giá giác liền có thể siêu việt thập pháp giới đó là trí huệ bát nhã giác liền thành phật, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành phật. điều này cần phải biết. ngọn lửa đại diện cho quang minh bác nhã. bởi thế Đức Phật nơi thật tướng Tánh viên giá Tuy chúng sanh Vốn sẵn đầy đủ Người người đều có Không ai là không có Nhưng do Vọng tâm Niệm niệm sanh diệt Nên chẳng thể quán nổi Bạn không nhìn thấy Bạn không cách gì thấy được Không phải không có, thật sự có. Tiếp theo, Phật nói với chúng ta, vì vậy, Kinh Quán Phật Tá Mùi, Đức Phật Bảo Phụ Vương, bổn đức của chư Phật, chân như thật tướng, vân vân Không phải là cảnh giới, mà phàm phu có thể hành nổi cho nên khuyên phụ vương niệm phật đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng chân thật nói rõ ràng cho chúng ta bổn đức của chư phật Chân như thật tướng Đích thực Phàm phu vốn đầy đủ Nhưng Vọng tâm Của chúng ta Niệm niệm sanh diệt Vì thế Nó không phải là cảnh giới của phàm phu Phàm phu thực hành Không thể đạt đến chỗ này Vì những nguyên nhân như vậy Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni Khuyên phụ thân của Ngài Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đây là tận hiếu với phụ thân Giúp phụ thân Một đời Viên mãn Thành Phật Phật dùng phương pháp này giáo hóa chúng sanh để chúng sanh khai ngộ Pháp môn này thù thắng Pháp môn này là Pháp môn đệ nhất mà tất cả Chư Phật như Lai Biến pháp giới hư không giới Dùng để độ chúng sanh Nếu như họ có thể tin Phật quyết không nói pháp môn thứ hai Do họ không tin Nên Ngài phải ứng với căn cơ của họ Nói ra rất nhiều pháp môn Tiếp dẫn vô số chúng sanh Càng tảnh không đồng nhưng tất cả pháp môn đều không thể xa được với pháp môn này. Cái ý này, nếu bạn có thể nhìn ra được, nghĩa là bạn biết cách xem kinh. Nếu bạn có thể nghe hiểu, nghĩa là bạn biết cách nghe kinh. Có người nghe cả một đời vẫn không hiểu được cái ý này. Vẫn cho rằng pháp môn kỳ tố, pháp môn nọ tố, môn nào cũng muốn học. Bỏ mất cái tốt nhất Từ chỗ này nhìn ra Nó là đệ nhất pháp môn Từ chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni Khuyến phụ vương Ngài Bạn xem Ngài Khuyên ông tu pháp môn gì? Pháp môn đó Nhất định là đệ nhất pháp môn chúng ta tiếp tục xem phía dưới do những điều trên thấy được trong các pháp pháp môn niệm phật được xem là đường tác giống như chúng ta đi đường con đường này là gần nhất thẳng tác nhất không có khúc ngoặt những con đường khác đều có độ uốn ngoằn ngoèo quanh co Càng cao nhiều hơn Con đường đó Càng đi càng dài Đây là đạo lý chắc chắn Trong bốn phép niệm Phật Trị danh niệm Phật Lại là phương tiện Cứu cánh Không những là phương tiện Phía cuối Còn thêm hai chữ cứu cánh Cứu cánh chính là viên mãn Từ trong pháp phương tiện Không có cái nào có thể Phương tiện hơn cái này Đây là đã đạt đến tột cùng Gọi là cứu cánh Nên được gọi là đường tác Trong các đường tác Nó là đường tác trong đường tác không có con đường nào gần hơn con đường này Hơn nữa con đường này Quyết định thành Phật Nhất định một đời Chứng đắc cứu cảnh viên mãn Bạn cần muốn đi đâu để tìm nữa Cũng lại tìm không được thôi Vì vậy một bộ kinh này của chúng ta là đủ rồi Đừng tiếp tục lãng phí thời gian. Vào thời đại này, người phê bình bầu kinh này rất nhiều. Người phi bán bầu kinh này cũng rất nhiều. Bài trừ hận đến nỗi muốn diệt trừ nó khỏi thế gian này. không phải không có hơn nữa cần rất nhiều người bạn một khi tiếp xúc với họ nghe những lời này của họ cho rằng là thật cơ duyên được độ một đời này của bạn lập tức bị diệt mất Bạn vốn dĩ là người có đại phước báo Kết quả vẫn làm Lục đạo luân hồi y như cũ Vẫn luân chuyển trong vòng sanh tử y như cũ Bạn nói xem Đáng tiếc biết bao Chúng ta lại xem tí đoạn bên dưới xem từ chú giải hơn nữa bốn cách niệm phật có dễ khác xa nhau sâu càng khác biệt có dễ khác xa nhau là thật sâu càng khác biệt nhưng không nhất thiết về mặt sự thì dường như khác biệt sự thật sự thì sao sự thật ra xử lý bất nhị sau chính là cạn cạn chính là sau cạn chính là sau sau chính là cạn cạn sau không hai. có dễ là sự thật mười sáu pháp quán thì mười lăm pháp khác là rất khó không hề dễ nhưng pháp trị danh sau cùng là thật sự dễ dàng nó không khó không nhất định khó mới là sau trị danh chính là sau không nhất định công phu trì danh đắc lực liền có thể mình tầm kiến tánh mình tầm kiến tánh được sao rồi sau đến tận cùng chính là kiến tánh mười lăm pháp quán khá tất cả pháp quán đều có thể minh tâm kiến tánh pháp thứ 16 sáu trì danh cũng có thể minh tâm kiến tánh Cho nên nói với chúng ta Thật sự mà nói Lý sự không hay Sau chính là cạn Cạn chính là sau Nếu được người viên đốn dùng đến Cái gì gọi là viên nhân? Là người căng tánh viên đốn cũng chính là thông thường nói Người thường thường căng Họ xem được Lập tức liền biết Xưng danh Ám hợp đạo diệu Tại vì sao? Vì họ biết danh hiệu này còn đức của danh hiệu này không phải chuyện đùa. A-di-đà à, Phật, bốn chữ này, danh hiệu này. Bản thân nó vốn đầy đủ. Danh hiệu của Thập Phương, tạm thể tất cả chư Phật. Hay nói cách khác, niệm một tiếng Phật hiệu thì tất cả danh hiệu của chư Phật Như Lai Toàn bộ đều niệm đến Một danh hiệu cũng không thiếu Điều này còn có gì để nói được sao? Mỗi một danh hiệu Phật Hàm nghĩa đều rất rộng Không phải chỉ có một hàm nghĩa nhưng hàm nghĩa Của danh hiệu a di đà Phật này Là vô lượng nghĩa Là vô tận nghĩa Là nghĩa không có biên giới Vì vậy Không có danh hiệu thứ hai Có thể so sánh với nó Người thượng thượng căn biết được Vì vậy tham hợp với đạo Đạo là cái gì? Đạo thành Phật Diệu Nói với diệu đến cùng tột Dễ dàng như vậy liền thành Phật Quyết định thành Phật Sẽ không đi sai đường Đồng thời câu danh hiệu này Cũng bao gồm viên mạng Tất cả kinh giáo Pháp môn đã thúy Của tất cả chư Phật Ở thập phương tam thế Một điều cũng không thiếu Niệm một câu danh hiệu Phật Tất cả kinh điển Đều niệm đến Tất cả chú ngữ cũng đã niệm đến Một thứ cũng không xó Chân thật Bất khả tư nghì Vì vậy nói một niệm tương ứng Một niệm Phật Niệm niệm tương ứng Niệm niệm Phật Họ liền thành Phật Sơ bộ tức thị đáo gia Sơ bộ là chúng ta Phát tâm niệm có Phật hiệu này niệm tiếng Phật hiệu này về được nhà chính là thành Phật. Bước đầu tiên của chúng ta vì sao vẫn chưa đến nha? Bước đầu tiên là tiếp bước thứ hai thì sai mất rồi. Bước đầu tiên không sai câu thứ hai không thể tương tục phật hiệu liền bị đứt đoạn câu thứ hai là phiền não khởi hiện hành vọng tưởng khởi hiện hành từ tư từ lời khởi hiện hành vì vậy bạn không đến nhà được niệm thế nào mới có thể đến nhà Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Một câu Phật hiệu niệm 92 năm Niệm niệm chỉ có một phương hướng Niệm niệm chỉ có một mục tiêu Dùng tâm chân thành niệm Tâm cung kính niệm dùng tâm thanh tịnh niệm mỗi một niệm của ngài đều tương ứng với a di đà phật giống như mật mã y như, như truyền tính vậy ngài ở đây phát đi a di đà phật liền nhận được a di đà phật lập tức có phản hồi Hoan hỷ biết bao nhiêu à, Chúng ta thấy Ngài dường như rất khổ Vẫn thường hay bị người ức hiếp Trên thực tế Ngài vui vẻ vô cùng Trên thế gian này Có một ai có thể So sánh được với Ngài Thực chất mà nói Ngài vẫn sanh đến thế giới cực lạc ngài đến là để biểu pháp cho chúng ta Con nói với chúng ta vào thời đại hiện đại này vào xã hội hiện đại này niệm phật thành phật và giống như ngài vậy không có bất kỳ chướng ngại nào Bình bình an an Ngài đi rồi Thì công đức biện pháp lần này Sẽ làm lợi ích Cho những chúng sanh có duyên Viết đĩa này tôi thấy ngài tuyên truyền mọi người thật sự nghe hiểu bạn liền chịu làm mỗi ngày xem ba lần niệm mười ngàn tiếng a di đà phật có thể niệm phật trong lúc xem đĩa gấp rút niệm phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một câu nói tiếp một câu. Vừa niệm Phật vừa xem đĩa. Bạn mỗi ngày dùng cái này làm thành khóa tụng. Khóa tụng buổi sáng và khóa tụng buổi tối. Xem là ba tiếng đồng hồ Ba tiếng Niệm mười ngàn tiếng Phật hiệu Không thành vấn đề Một năm Khẳng định bạn sẽ không giống như trước Tại sao lại khác đi Vì bạn là đệ tử Di Đà Bạn là cư dân của thế giới cực lạc là... bạn lấy được thân phận của thế giới cực lạc là thật không phải giả vì vậy bước đầu tiên thì liền đến nhà vì vậy trì danh niệm phật các chi Thật tướng niệm Phật Đây là cái gì? Trì danh tương ứng với thật tướng Hay nói cách khác Trì danh niệm Phật Tức là thật tướng niệm Phật Niệm Phật không cần nghĩ đến tướng hảo của Phật Chỉ nghĩ danh hiệu của Phật là tốt nhất à, Nghĩ đến tướng hảo của Phật Trong đó Nào là sáng tạo quán tưởng Quán tượng Không bằng Lão thật Niệm Phật Ta chỉ niệm bốn chữ A-di-đà Phật Lúc niệm Ta chỉ nhớ bốn chữ này Tốt Tương ứng với thật tướng Di Đà Sở Sa Vân Thật tướng Vân giả Nói với chúng ta cái gì gọi là thật tướng Vân giả Dùng lời hiện nay mà nói Chính là cách nói thật tướng Cách nói này Chẳng phải Là diệt trừ các tướng Ở phía trước chúng ta Đã từng dùng hai câu nói Trong Kinh Kim Cang để nói rõ chân tướng sự thật chính là lúc huệ năng đại sư khai ngộ nghe ngũ tổ lão hòa thượng giảng kinh kim cang giảng đến ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm vô trụ cùng với sanh tâm là một không phải hai vô trụ ở đâu vậy ở trong sanh tâm sanh tâm ở đâu ở trong vô trụ Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên địa cầu này thể hiện bác tướng thành đạo là sanh tâm suy thể hiện bác tướng thành đạo trụ thế 80 năm người Trung Quốc nói tuổi ta là 80 năm Ngày một tới hào cũng không bị ô nhiễm Hay nói cách khác Tám mấy năm này Ngài không khởi tâm không đồng niệm Không phân biệt không chấp trước Đây chính là vô sở trụ Vì chúng ta giảng kinh thuyết Pháp 49 năm Thuyết nhi vô thúy, Vô thuyết nhi thúy thuyết là sanh tâm vô thúy là vô trụ đây gọi là diệu đây chính là đạo diệu nói diệu chính là ở chỗ này vọng tận hoàng nguyên quán của hiền thủ quốc sư trong tứ đức đức đầu tiên là Tùy duyên diệu dụng Diệu dụng Là vô trụ Tùy duyên là sanh tâm Thật quá diệu Vì thế nếu bạn cho rằng Nhất định phải trừ đi những tướng này Sai rồi Tướng là giả Bạn việc nó làm cái gì Căn bản không có những thứ này tồn tại ngay cả các nhà khoa học lượng tử hiện đại đều nói Trên thế giới này Căn bản không có vật chất Cái thứ này Họ không hề tiêu diệt Toàn bộ vật chất Tại vì sao? Họ biết tất cả hiện tượng vật chất Đều là Chúng ta nói là Huyện tướng tương tự liên tiếp nhau Do dưới tần suốt Một phần hai ngàn Một trăm ngàn tỷ Của dây Của bảy lần bốn tay Không phải thật Chân tướng là bất khả đắc Một dây có Hai ngàn một trăm ngàn tỷ Bạn làm sao có thể nó bắt được? Niệm niệm không ngừng Là giả Không phải thật Phía sau câu này nói rất hay Từ ngay nơi tướng Thấy được vô tướng Không nhất thiết Phải diệt đi các tướng Có tướng mà vô tướng Không hữu bất nhị Kinh dạy Ngôn ngữ Trị thế Chẳng trái nghịch với thật tướng trị thế là tất cả phá để quản lý thế gian cách nói tất cả pháp này không hề trái ngược với thật tướng Mà là kế thừa Một cách liên tục à, Tất cả pháp của thế gian Không trái ngược với thật tướng Lẽ nào Vạn đức hồng danh Chẳng bằng nổi Một lời trị thế hay sao Làm gì có đạo lý này Từ chỗ này Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội từ từ chân thật tìm ra vấn đề rồi làm rõ ràng làm minh bạch cuộc sống hiện tại của chúng ta liền được tự tại khổ vui hai mặt đều xả bỏ đây gọi là chân thật vui biết được chân tướng của tất cả pháp biết được vọng tướng của tất cả pháp chân tướng với vọng tướng dung hòa với nhau dùng chân không dùng vọng thế nào gọi là không dùng vọng là không khởi tâm không đồng niệm không phân biệt không chấp trứ chính là không dùng vọng vọng chính là khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trứ nghiêm trọng hơn nữa là tự tư tự lợi tổn người lợi mình đi ngược với tánh đức tiêu chuẩn của cổ nhân trung quốc làm được vô cùng tố Tổng cộng chỉ có 12 chữ rồi tâm đồng niệm Ngôn ngữ tạo tá Tương ứng với 12 chữ này Đó là mặt tốt 12 chữ này là hiếu đệ trung tính Lệ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình Đây chính là truyền thống Văn hóa Trung Quốc Trong Phật Pháp chính là Thập thiện nghiệp đạo Khởi tấn đồng niệm Ngôn ngữ tạo tá Không đi ngược Thập thiện nghiệp đạo Xa lìa thập ác Mà duy trì thập hiện Thiện đạo liên thành tựu Đây là chúng ta cần phải hiểu rõ thiện nghiệp ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức chỗ này đều là những lời nói về trị thế Giúp cho thế gian này Đạt được Thái bình thịnh thế Một câu a với Đà Phật này Danh hiệu này So với ngôn ngữ trị thế Còn thù thắng hơn rất nhiều không cách gì có thể so sánh được chúng ta nhất định phải biết phải hiểu cho rõ thật sự hiểu rõ ràng và khiến họ không muốn niệm phật cũng không được tại vì sao họ thật sự biết đây là bảo vật đây là bảo vật vô giá bảo vật này chân thật có thể có được đời sau là thế giới cực lạc người thân cận là a di đà phật xung quanh là chứa thượng thiện nhân tụ hội một chỗ một đời nhất định có thể đạt được Lúc chúng ta còn sống Khoảng thời gian hiện tại này Không quản là khổ vui Đều không để trong tâm Không để trong tâm Là niềm vui chân thật Chân thật có được Pháp hỷ xuống mãn Không có người khác biết chỉ có bản thân cùng với ai với đà phật biết được vì sao lại không làm vì sao lại không niệm người không niệm hoàn toàn do không hiểu rõ chân tướng sự thật hiểu rõ được chân tướng sự thật làm gì có người không niệm phật chứ Do đây liền bí Bộ kinh này Bộ chú giải này Đối với chúng sanh 9.000 năm Thời mật pháp của Thế Tôn mà nói Là vô cùng quan trọng Ngày nay gặp phải Nhiều chứng ngại như vậy Khiến cho Hải Hiền Lão Hòa Thượng Phải trụ thế 112 năm để làm chứng minh cho bộ kinh này Bộ chú giải này Nó không có sai lầm Chiếc đĩa đó Chiếc đĩa chỉ có một giờ đồng hồ Tỉ mỉ mà đối chiếu Với bộ kinh này Với bộ chú giải này Ngài thấy đều làm được Vì vậy tôi gọi chiếc đĩa này Là tổng kết của Đại Thừa Bố Lượng Thọ Kinh. Bạn đọc hết bộ kinh này, rồi xem tổng kết, toàn bộ sẽ hiểu. Bạn nhìn không ra, do bạn đối với bộ kinh không liệu giải. Không liệu giải thì phải niệm nhiều, nghe nhiều. Chân thật nghe minh bạch, nghe hiểu. Nghe rõ ràng, xem lại sẽ thấy nó có ý vị càng xem càng có ý vị hàm ý sâu xa hôm nay thời gian đến rồi chúng ta học tới chỗ này nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc trong sanh tử luân hồi dù rằng biển nghiệp mênh mông núi tội chập trùng di đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương thời thời đưa tay ra tiếp dẫn từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh cố hương xa cách đã bao thu khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ ta niệm di đà phật niệm ta thiên chân phụ tử cùng tương hợp Mai đây hội ngộ ở quê nhà Nói đến liên bang hai hàng lệ Diêm phù khổ thú thật bi ai Thế suốt thế gian nghĩ cho mãi Không niệm di đà thì niệm ai Phát tâm cúng dường Tịnh thất quan âm Địa chỉ website